Lệ Quyền khoe body rõ ràng giữa tin đồn bầu bì, còn có phản ứng đặc biệt khi bị khán giả hỏi xoáy. Ca sĩ Lệ Quyền có phản ứng khá bất ngờ khi khán giả nhắc đến tin đồn mang thai trong loạt ảnh vừa đăng tải. Những ngày đầu năm Tân Sửu, ca sĩ Lệ Quyền bị đồn đoán chuyện đang mang thai khi để lộ vòng hai có phần lùm nùm trong buổi tụ họp cùng hội bạn Hà Thành gồm vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng, Hương Baby, Quang Hà v.v. Đối diện với tin đồn này, Lệ Quyền chọn cách im lặng. Cô đồng thời còn đăng tải liên tục hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Đến ngày 15 tháng 2, tức mùng 4 Tết, nữ hoàng phong trà đã gây chú ý với khoảnh khắc diện áo bara bên trong vest, khoe khéo vòng eo nhỏ xíu, chỉ là kiếm bộ đồ chic nhẹ cái body sau mấy ngày Tết ý mà. Tớ vẫn giữ phong độ ổn định, chị em sao rồi nè, Lệ Quyền bày tỏ. Động thái này của nữ ca sĩ ngay lập tức khiến khán giả đặt nghi vấn liệu rằng Lệ Quyền đang muốn kiểm tra hình thể sau những ngày ăn uống thả phanh hay đáp trả tin đồn bầu bì. Bạn gái Lâm Bảo Châu không ngần ngại mà phản hồi cứng rắn. Em ơi, sau Tết chị có thói quen chic body nên năm nào cũng làm đó mà. Lệ Quyền khoe khéo body chuẩn chỉnh sau Tết, vòng hai nhỏ gọn thu hút sự chú ý giữa tin đồn bầu bì. Khi một khán giả thắc mắc liệu đây có phải động thái đáp trả tin đồn, Lệ Quyền khẳng định đây là việc cô làm thường niên để kiểm tra hình thể của mình. Những ngày đầu năm, nữ ca sĩ rất chăm cập nhật hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội. Trước đó, nữ hoàng phong trà đã diện váy rộng nhưng để lộ phần bụng gồ nên nà nạ. Tin đồn bầu bí của Lệ Quyền cũng từ đây mà ra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.